Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức người dậy mà rằng: Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng tôi, kẻo chết mất. Chúa phán: Hỡi những kẻ yếu lòng tin, sao các con lại nhát sợ? Bấy giờ người trỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ. Cho nên những người ấy kinh ngạc mà nói rằng: Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, để hiểu lời Chúa hôm nay một cách chính xác, chúng ta phải lưu ý một điểm. Thánh Matthêu viết tin mừng vào khoảng năm 70, có nghĩa là sau các biến cố mà chúng ta vừa nghe, kể cả sau cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu vào khoảng 40 năm. Chính vì thế mà khi viết lại những cái câu chuyện xảy ra trong tin mừng, chúng ta nhớ là Matthêu nhìn với cái nhìn của hậu phục sinh, nghĩa là sau khi Chúa Giêsu đã sống lại. Vì thế mà cái bản tin hôm nay, Chúa Giêsu các tông đồ xuống thuyền qua bờ bên kia, không chỉ là một cuộc hải hành, một cuộc vượt biển bình thường như những cuộc vượt biển của chúng ta ngày hôm nay, mà những cái bản tin này cũng không phải là bản tin thời sự xảy ra ngay lúc này, mà là một biến cố quá khứ. Có đó cái điều mà Thánh sử Matthêu muốn nhấn mạnh đó, cái con thuyền mà Chúa Giêsu và các tông đồ đi vượt biển đấy chính là cuộc truyền giáo của giáo hội. Cuộc truyền giáo của giáo hội đi đến để loan báo tin mừng cho mọi dân mọi nước. Thế nhưng mà cuộc truyền giáo đó, cái con thuyền đó gặp sóng to gió lớn nổi lên. Sóng to gió lớn ở đây cũng không chỉ là sóng to gió lớn vật lý như chúng ta thấy ngoài biển khơi, mà là sức mạnh của sự giữ của ma quỷ ngăn cản cũng như chống đối cuộc truyền giáo của giáo hội. Chính vì thế mà chúng ta thấy Chúa Giêsu ngủ, Chúa Giêsu không có để ý. Và đối diện với những khó khăn thử thách đó, chúng ta thấy các tông đồ hoảng sợ. Trên may mắn công chạy lại đánh thức Thầy Giêsu: Lạy Thầy, xin cứu chúng con, kẻo con chết mất. Bây giờ Chúa Giêsu tức giận, chỉ cần bằng một lời quát bảo: Hãy im đi, hãy lặng đi, lập tức sóng to gió lớn phải im lặng, và biển lặng như tờ, con thuyền của các tông đồ vượt biển bình an. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa vẫn có đó. Thế nhưng mà nhiều khi các tông đồ không có ý thức, chưa tin tưởng vào Ngài. Ngày hôm nay cũng thế thôi, con thuyền ở giáo hội vẫn tiếp tục ra đi khắp nơi để loan báo tin mừng. Cho dẫu chúng ta thấy hầu như bất cứ cuộc truyền giáo nào, hầu như bất cứ tin mừng đến bất cứ một quốc gia nào để đem tin mừng đến cho mọi dân mọi nước cũng đều gặp những sự chống đối và bất hại. Chúng ta cứ nhìn vào giáo hội Việt Nam ta đấy, tin mừng đến với quyền đất nước ta do các vị thừa sai loan báo tin mừng. Thế nhưng mà suốt 300 năm, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu cuộc bách hại, gần 300 năm như thế, hàng trăm ngàn các Kitô hữu đổ máu đào ra để làm chứng cho niềm tin của mình. Thế nhưng mà chúng ta thấy con thuyền giáo hội Việt Nam ta hôm nay đang bình an. Thế nhưng mà chưa có hết. Ngày hôm nay chúng ta nhìn nơi này nơi khác, quý ông bà anh chị em ta thì nghe nơi này nơi khác đấy. Thế ở vùng Pleiku Kon Tum chẳng hạn đấy, chúng ta vẫn gặp sóng to gió lớn của sự dữ. Chúng ta thấy nhiều Kitô chúng ta, các nhà truyền giáo cũng gặp nhiều khó khăn thử thách, kể cả bị bắt hại nữa. Chính vì thế mà chúng ta thấy sự dữ cũng luôn luôn len lỏi ở trong hàng ngũ giáo hội để gây chia rẽ hoặc là để phá hoại cái công tác truyền giáo của giáo hội. Nói đến đây tôi nghĩ đến giáo phận Vinh mà quý ông bà anh chị em ta đang theo dõi. Chúng ta thấy một vài năm gần đây, chúng ta thấy mới năm ngoái cái vụ mà linh mục giả Hữu Hòa đã là một cái điều nhức đầu cho giáo hội, cho giáo phận Vinh. Chưa hết, gần đây chúng ta thấy cái vụ đất tại Trại Gáo, quý ông bà anh chị em có theo dõi, chúng ta thấy đấy, một số người mạo nhận là các người tín hữu kiện cáo của tòa giám mục đến nỗi đức cha ăn phong số Nguyễn Âu Long và ra giải trình. Mà chưa có hết, thế nhưng mà ta biết rằng Chúa đang ngủ,
Chúa dường như không có mặt, nhưng mà nếu chúng ta biết khiêm tốn chạy đến với Chúa, đánh thức Chúa, lạy Thầy xin cứu chúng con, kẻ ông con chết mất, Chúa sẽ trỗi dậy. Trong cái ngôn ngữ Kinh Thánh, ngủ đấy là giấc ngủ, là cái chết, và đồng thời trỗi dậy là sự sống lại. Chúa Giêsu đã ngủ ở trên cây thập giá, đã ngủ ở trong mộ 3 ngày, nhưng mà Ngài đã trỗi dậy, Ngài đã chiến thắng ma quỷ và sự dữ. Điều rồi Chúa đã nói: anh em hãy can đảm, bởi vì Thầy đã chiến thắng thế gian. Chúng ta tin vào sự chiến thắng của Chúa, quyền năng của Chúa, để chúng ta biết chạy đến với Chúa. Một cách rất cụ thể, quý ông bà anh chị em ta, cuộc đời mình vẫn được sánh ví như là cuộc vượt biển. Có một bài hát tiếng mẹ ông ta cũng đấy, đời con là một cuộc vượt biển trần gian này với bao nhiêu khó khăn, thử thách. Ai trong ta cũng vậy thôi. Thế nhưng mà ông ta đừng quên là có Chúa, đôi khi Ngài như là vắng mặt, đôi khi Ngài như đang ngủ. Chúng ta khiêm tốn chạy đến với Chúa, chỉ sợ là chúng ta chạy đến với bói toán cầu cơ, đi chỗ này chỗ khác cầu cạnh lăng nhăng, và chúng ta mất đi lòng trông cậy vào Chúa. Xin cho chúng ta có lòng sắc tín và quyền năng của Chúa, tin tưởng rằng Chúa vẫn có mặt trong cuộc đời của chúng ta, và bằng quyền năng của Thiên Chúa, chắc chắn sóng to gió lớn sẽ vượt qua, để chúng ta được đạt đến bến bờ bình an. Tâm hồn chúng ta bình an vì có Chúa ở với chúng ta. Đồng thời ước mong mỗi lần cử hành lễ lòng Chúa thương xót, những cái giờ cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy Chúa thương xót chúng ta thật nhiều. Từ đó ông ta cũng biết cảm thông xót thương anh chị em, qua việc chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, qua việc chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, và nhất là chúng ta giúp cho cộng đoàn gia đình chúng ta, cũng như cộng đoàn của giáo xứ chúng ta, luôn luôn được hiệp nhất yêu thương. Đừng bao giờ để một sự dữ nào đó len lỏi, có những lời nói, có những cái cách thức, có những cái điều mà chống đối lẫn nhau. Chúng ta làm cho cái con thuyền giáo xứ, con thuyền gia đình chúng ta chao đảo, bởi vì có sự giữ xen vào bao giờ cũng thế, mất đi bình an. Còn trái lại có Chúa, chúng ta có sự bình an, có sự hiệp nhất. Và cái dấu chỉ chúng ta thấy có Chúa ở với chúng ta, ở với gia đình, ở với cộng đoàn hay không, là chúng ta có sự bình an hay không, bởi vì Chúa là bình an của chúng ta.